Thời tiết nồm ẩm ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh yếu đã bổ sung xuống nước ta, khiến khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời chuyển mưa, mưa nhỏ rải rác. Đợt không khí lạnh này sau đó lan rộng ra toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Dự báo miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác đến ngày 5 tháng 2, trời rét. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 2, khu vực này có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào đêm và sáng, nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa phùn và sương mù, trời rét với nhiệt độ dao động trong ngày từ 18 đến 21 độ C. Dự báo trong 3 ngày từ 4 đến 6 tháng 2, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác và trời âm u, nhiệt độ ngày 4 tháng 2 dao động từ 18 đến 22 độ, ngày 5 tháng 2 từ 18 đến 24 độ, ngày 6 tháng 2 từ 20 đến 24 độ. Nồm ẩm là hiện tượng thời tiết khá đặc biệt, thường chỉ xảy ra từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm tại miền Bắc. Mỗi đợt nồm kéo dài vài ngày đến hàng tuần lễ và chỉ kết thúc khi có gió lạnh và khô thổi về. Nồm ẩm duy trì ở Hà Nội đến hết ngày 6 tháng 2, sau đó khu vực hửng nắng với mức nhiệt tăng cao đến ngưỡng 27 độ C. Trạng thái mưa dông có thể quay trở lại vào ngày 10 tháng 2 do miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh hoạt động yếu, lệch đông. Nửa đầu tháng 2, khu vực có thời tiết chủ đạo là nhiều mây, sương mù và mưa phùn.